Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán thứ 6 26 tháng 7 2013 với Dow Jones 15.558.83

tình trạng thất nghiệp. Trong tuần lễ kết thúc thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013, có 343.000 người nộp đơn xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 7.000 so với 336.000 của tuần lễ trước đó. Theo phúc trình của Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm, 25 tháng 7, 2013. Tính đến cuối tuần lễ kết thúc thứ Bảy, 13 tháng 7, nước Mỹ có 2.997.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp tỷ số thất nghiệp của Mỹ hiện nay vẫn là 7.6%. Tình hình kinh tế và tài chính nước Mỹ. Trong năm ngày qua, Dow Jones tăng 0.10%, Nasdaq tăng 0.71% và SP500 đã giảm 0.03%. Dow Jones và Nasdaq hôm thứ Sáu, 26 tháng 7 phá kỷ lục mới và đã đi lên trong năm tuần lễ liên tiếp. Giá dầu thô xuống mức 104 đô la 70 cent một barrel và giá sân hạ xuống mức 3 đô la 643 một gallon theo công ty 3 chữ A thứ 6 26 tháng 7 2013. Thị trường địa ốc đang tiếp tục cải thiện một cách dè dặt theo phúc trình của Hội Địa ốc Quốc gia. Số lượng nhà cũ bán trong tháng 6 giảm 1.2% so với tháng 5 nhưng tăng 15.2% so với tháng 6 của năm 2012. Ngược lại, số lượng nhà mới xây bán trong tháng 6 lên cao nhất trong vòng 5 năm tăng 8.3% so với tháng 5, mặc dù lãi suất đi lên trong tháng qua và tăng 38% so với cùng thời kỳ của 2012. Thị trường nhà cửa hiện nay theo phúc trình của Realty Track là thị trường của tiền mặt. Tại Nevada, 58% nhà mua bằng tiền mặt. Florida, 57%, New York 51% và Vermont 80% trong tháng qua. Trung bình toàn quốc, mua nhà bằng tiền mặt là 30%. Trong khi Texas, Utah và New Mexico tuyệt nhiên không có hiện tượng này. Lãi suất vay tiền mua nhà đi xuống liên tiếp trong hai tuần qua. Tất cả những dữ kiện có được hôm nay cho thấy kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục trên đà phục hồi mặc dù còn chậm chạp. Tình hình kinh tế và tài chính thế giới Phúc trình hôm thứ Năm 25 tháng 7 2013 về viễn ảnh năng lượng thế giới của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc hiện đang tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn Hoa Kỳ trong lĩnh vực chế tạo và sẽ tiêu thụ gấp đôi Hoa Kỳ vào năm 2040. Năm quốc gia không là thành viên của tổ chức OPEC là Brazil, Canada, Kazakhstan, United States và Nga sẽ sản xuất năng lượng rất lớn trong năm 2040 sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các nước OPEC và tạo áp lực các nước này phải giảm mức sản xuất hoặc giảm giá tỷ số thất nghiệp tại Tây Ban Nha lần đầu tiên trong 2 năm đã giảm xuống còn 26.3% trong tam cá nguyệt thứ nhì so với 27.2% trong tam cá nguyệt trước. Đây có thể là một dấu hiệu tốt mặc dù Tây Ban Nha hiện vẫn còn gần 6 triệu người đang thất nghiệp. Kinh tế Anh Quốc đang có dấu hiệu phục hồi nhanh hơn với giá nhà đi lên, dân chúng tăng mức tiêu thụ và giảm để dành. GDP tăng 0.6% trong tam cá nguyệt thứ nhì vừa qua. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Tiền Đốn sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem.